Trước giờ mọi người rất là thắc mắc là anh Xin với Harry bận rộn như thế này mà không biết là dưỡng da như thế nào. Thì hôm nay Harry sẽ bật mí cho các bạn nhé. Đó là Mio Skin xịt dưỡng tế bào gốc, cung cấp độ ẩm và giúp cho da căng bóng đàn hồi. Đây là sản phẩm dưỡng da bằng tế bào gốc cấp tốc dành cho những người bận rộn. Sản phẩm này thì đến từ Hàn Quốc. Lúc đầu là Harry với Trấn Thành xài cái này thì mình cứ tưởng là xịt khoáng bình thường mà thôi. Nhưng mà ai dè sau này mình cảm nhận được là serum này có thể thay thế được các bước dưỡng da hàng ngày. Nói chung là sản phẩm này nó rất là phù hợp cho những người bận rộn nè, hay di chuyển nha, và cả nam giới nữa. Đặc biệt là Mio Skin hiện nay đang có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi dành cho các bạn. Các bạn có thể liên hệ với lại fanpage Mio Skin Training, mỹ phẩm dành cho người lười, và các đại lý gần nhất nhé. Mio Skin xịt dưỡng tế bào gốc, giúp da mạnh khỏe, tươi trẻ cả ngày. Thời gian cho việc chăm sóc làn da của bạn với chất xuất từ tế bào gốc noãn thực vật, xịt dưỡng Mio Skin 5-1 mang đến trải nghiệm vượt trội cùng nước hoa hồng, kem dưỡng, tinh chất dưỡng, kem dưỡng mắt và kem trị mụn, giúp cho da thêm mềm mại và chắc khỏe, làm sạch sâu, ngăn ngừa lão hóa và các tác nhân gây mụn, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí chăm sóc cho da của bạn. Sử dụng xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin ngay hôm nay để cảm nhận giá trị của sự khác biệt. Mio Skin, siêu phẩm làm đẹp dành